đây là con kênh nước. Con kênh này, cái đường Lê Bình này là cái thượng nguồn của con kênh Nhiêu Lộc đó bà con. Là cái con đường Lê Bình này nè. À, rồi khi mà mình xích qua bên đây đó, xin thưa bà con bác, đây là hồi đó là cái gì đó, cái gì mà tự nhiên quên rồi ta, cái gì mà nó nuôi, nó bắt mấy con động vật đó bà con, tâm này còn quên rồi. Bệnh viện này quận Tân Bình này nè, hồi xưa đây là bệnh viện Đại Hàn nè, ở năm bệnh viện gì á, Đại Hàn đúng không ta? Còn đây là nghĩa trang quân đội Pháp nè, năm 68 quýnh nhau lớn lắm, ở ngay tại ngã tư Bảy Hiền này nè. Rồi năm 75-34 quýnh nhau cũng lớn lắm ngay tại trên đường này. Con đường này là đường Hoàng Văn Thụ. Hoàng Văn Thụ này hồi xưa đó là đường Võ Tánh. Bên tay trái này nè là hồi đó nó là cái trường quốc gia Nghĩa Tử. Không biết có các cô chú, anh chị và các bạn nào học ở trường quốc gia Nghĩa Tử này không? Trường này là vô học miễn phí mà con, có nội trú luôn á. Và trường này cũng có một cái thư viện lớn, cực kỳ lớn. Đây là một cái trong những cái trường mà lớn ở Sài Gòn nha bà con. Trường này lớn lắm. Tất cả được vô đây là đều ăn học miễn phí hết. Các cô thì sau này đi ra trường thì làm gì ba mẹ còn không biết. Nhưng mà đa phần là các chú, các bác, các anh thì sau khi mà vô cái trường này học ra trường xong cái là đăng lính hết. Rồi xích xuống tới đây nè bà con, bên chuẩn bên tay trái luôn nè, hồi xưa có một cái nhà máy, hình như là ông Đặng Văn Ngãi hay là cái gì đó, ba mẹ cô không nhớ rõ tên, bà con nào có bác có nhớ rõ tên thì bà con bác nhớ giúp ba mẹ cô, có từ thời và để nhất Việt Nam Cộng Hòa luôn rồi nha bà con. Hồi xưa cái thời mà đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đó, thời của ông Diệm đó bà con, cái thời đó thôi ba mẹ còn không làm bàn ba mẹ còn cái tính của ba mẹ còn nó thường hay làm bàn mà nó không hay, thôi ba mẹ còn chỉ nói vậy thôi. Tính nhân cái ngày 19 tháng 6 này bà mày còn kể cho bà con bắt cái sự mà thành lập ra, nói chung là thôi bà mày còn dạo này bận lắm, về không có cái thời gian để mà ngồi coi lại cái video rồi nói công nói tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà những người lính Việt Nam Cộng Hòa từ hồi mà đi đăng lính từ thời Pháp ha, quân đội quốc gia, rồi sau là Việt Nam Cộng Hòa, rồi tự nhiên cái trào ông Diệm bị lật đổ, rồi tự nhiên trở thành một lính đánh thuê, nói chung nó nhiều lắm. Rồi sau này còn bị thêm cái nữa là tay sai của Mỹ nữa. Rồi ở đây là Phan Khang. Phan Khang này được thành lập vào khoảng đầu giữa thập niên 2000 rồi. Trung tâm điện máy Phan Khang. Ở đây là có cái đệ nhất khách sạn. Rồi có hồ bơi đệ nhất nữa nè. Rồi mình đi tới đây là xin thưa bà con bác tới Lăng Gia Cả. Lăng Gia Cả này có những cái điểm đáng lưu ý đây nè, ở đây là đường Lê Văn Sĩ này, xưa là Trương Minh Ký bà con ha, quẹo cái tới nhà thờ Bà Chuông á. Rồi bên đây hồi xưa là có cái đình này, có đền
À, nơi đây cái lăng mà, cái lăng của ông cha cả. Bên Cell Phone S hồi xưa là cái ngôi mộ của cha cả Bá Đà Lộc đó bà con. Rồi ngay cái quả địa cầu ở đây nè, nó kéo dài dọc qua đây nè. Hồi xưa đó là nghĩa trang của Linh Mục Pháp. À, người dân miền Việt Nam, miền Nam mình đi ngang qua thường hay gọi là nghĩa địa đó. Rồi quẹo đây Bùi Xuân. Bây giờ ở đây là cầu vượt lăng cha cả. À, bây giờ như ít cái danh từ lăng cha cả bây giờ cũng ớt gọi rồi bà con. Ở đây hình như là cầu vượt Cộng Hòa hay là cái gì đó, người ta sử dụng qua cái từ Cộng Hòa rồi. Rồi bên tay trái này là công viên nè, công viên Hoàng Văn Thụ. Hồi xưa công viên này đã từng mang tên là công viên Chiến Thắng, nhưng mà chưa có làm gì hết thì Sài Gòn đứt phim rồi. Trước đó nữa thì nó chỉ là một cái bãi đất trống thôi. À, cái bãi đất trống này là dùng để đổ trực thăng đó bà con. À, tại vì ở đây có một cái bệnh viện dã chiến của Mỹ nè, cho nên hồi đó là trực thăng nó sẽ đậu ở đây. Bên tay phải này xưa cái building của quân đội Mỹ thuê ở đây nè. Ngay đường này là đường Phạm Văn Hai, hồi xưa là Thoại Ngọc Hầu. Đó, đây là bệnh viện nè, bệnh viện dã chiến của Mỹ nè bà con. Dã chiến số mấy thì bà mày còn không nhớ. Bà con bác nào có nhớ bà con bác chắc chúng ta mày rồi á. Bây giờ trở thành cái bảo tàng rồi. Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ. À, rồi bên kia đó là cái cổng chánh trước năm 1975 thì đó là cổng chánh của Bộ Tổng Tham Mưu đó bà con. À, nơi đó nhiều người còn cho ví là cơ quan đầu não của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó. Ở trong đó có phòng hành quân, trung tâm hành quân cũng ở đó. Quên, bà mẹ còn không được phép quay vô nha bà con. Nhưng mà bà con bác có thể mường tượng là khi mà mình chạy thẳng vô thì bên tay trái đó là trung tâm đó. Rồi có sân cờ, một bên vào phòng hành quân, rồi một bên là cái gì đó. Quên rồi. Rồi đi thẳng nữa là tới một cái khu nữa đó, là cái khu gia binh, cũng bên tay trái luôn, khu gia binh, là cũng trên con đường đó luôn, mà mình đi thẳng luôn nữa là mình ra cái cổng số 3 của trại Trần Hưng Đạo, cái Bộ Tổng Tham Mưu này hồi xưa là trại Trần Hưng Đạo cho mình đó. Rồi quẹo tay phải qua đây, nếu mà đó là mình ba mấy rồi nói về cái mặt bên trái, còn nếu mà đi thẳng vô mà nhìn qua mặt bên tay phải á, là đó là cái văn phòng ban này nọ. Rồi cái khu vực dưới đây nè là xin thưa với bà con bác, đó là hồi xưa là cư xá sĩ quan Bộ Tổng Tham Mưu. Ở đây có một cái sườn hồ bơi của Bộ Tổng Tham Mưu ở đây. Rồi nhìn qua bên kia bây giờ là sân vận động quân khu 7 á, thì hồi đó nó là sân vận động Bộ Tổng Tham Mưu. Đó bà con bác thấy khách sạn Tân Sơn Nhất không? Đó cái khu này là bắt đầu từ cái khu này nè, đó là cư xá của sĩ quan Bộ Tổng Tham Mưu á. Có cái hồ bơi đó nha bà con, hồ bơi Bộ Tổng Tham Mưu ở đây. Bây giờ là một cái khu khách sạn Tân Sơn Nhất. Đây con đường này đường Trương Quốc Dung rồi bà con. Nhìn qua bên tay trái bây giờ vẫn có con đường đi vô bà con. Con đường đó hồi xưa là cổng vô khu cư xá sĩ quan Bộ Tổng Tham Mưu đó bà con. Đó là con đường này nè. Rồi xuống tới đây cái chỗ cổng này nè là cái cổng số 2 của trại Trần Hưng Đạo. Mình mà đi thẳng vô tới là cái chỗ mà trường sinh ngữ quân đội đó bà con. Từ đây nè mình đi thẳng xuyên vô bên trong là trường sinh ngữ quân đội, rồi bên truyền tin rồi tùm lum á, vòng vòng dưới. Con đường đó là đường Hồ Văn Quê. Còn cái tòa nhà này hồi xưa ba mẹ còn nhớ là có một thời gian đó là cái gì mà cái trụ sở của Quốc hội mà ở phía Nam đó bà con. Cái tòa nhà màu trắng này nè. Ba mẹ còn nhớ mang máng là vậy á mà không biết đúng không nè. Rồi ở đây là cái cổng đường rầy xe lửa nè. Ở đó bên tay phải cái cổng đường rầy xe lửa này á, có một cái nhà hàng. Bà con bác còn nhớ cái nhà hàng bò bảy món gì đó, Ánh Hồng nữa bà con. Đó, là ở khu này.
rồi đó, ngoài tay phải này xưa có cái nhà hàng bảy món nè, bò bảy món nhé. Rồi xích lên tới đây nữa, cho tới đoạn đường ngay chỗ Hoàng Nhân Thụ Võ Tánh này nè bà con, thì hồi đó đây là có cái tiệm Thổ Quyền à, tám ta không biết phải phở ba mươi không nhớ phải Phở Quyền không nữa à, nhưng mà ngay khu này nè có cái nhà thờ Phú Nhuận. Nhà thờ Phú Nhuận này còn được mệnh danh là nhà thờ Nam nha bà con à. Ba mươi Gò Đố bà con bác biết tại sao mà ở đây không gọi là nhà thờ Phú Nhuận mà lại gọi là nhà thờ Nam. Còn cái mé bên tay trái này bữa nào ba mươi Gò chở bà con có bắt vô khu người Bắc di cư á à, như là giáo dân phát diệm là tập trung ở đó đó. Đường này đường Trần Khắc Trân nè, đường Trần Khắc Trân này là đi thẳng tới một cái chợ đúc, chợ đúc nhỏ hay là gì đó. Ở đây là ngã tư này, là ngã tư Phú Nhuận nè bà con. Trước mặt bà con bác là Việt Tinh Văn. Việt Tinh Văn này á, hồi xưa trước năm 75 cái đây cũng là cái nhà hàng ở bên cái ngân hàng luôn đó. Mà tên gì á ba mươi cậu quên rồi. Hình như là Thương Tính thì phải. Không nhớ. À, nhưng mà bà con bác nào nhớ nhắc giúp ba mươi cậu. Rồi khi mình qua bên đây con đường này là con đường Phan Đăng Lưu. À, qua ngã tư Phú Nhuận cái chỗ bệnh viện Cơ Đốc này nè. Đây là đoàn thị điểm vô cư xá Chu Mạnh Chinh nè. Thì xin thưa với bà con của bác á, qua cái con đường Phan Đăng Lưu bên đây á, thì ở đây hồi xưa người ta gọi là đại lộ Chi Lăng à, cũng là một trong những cái con đường lớn ừ. Đây là đường này, đường Phan Xích Long nè. Đường Phan Xích Long này hồi xưa đó tên là đường gì thì ba mấy cậu không nhớ. Nhưng mà đây là vô khu miếu nổi nè à. Tên gì ba mấy cậu không nhớ à, ngân hàng Đông Á. Ngân hàng Đông Á này ông Trần Phương Bình đó, tổng giám đốc hay là gì đó mới mất sáng nay nè bà con. Tới 18 tay là mới mất ngày hôm qua à. Ông này là từng, ông này là ở đây là Liên Bang Phùng Văn Cung. Bên tay phải này là có một cái giáo xứ Phú Thạnh. Xin thưa bà con bác, nơi đây là hồi đó nó là từng là cái trụ sở của tổng giáo phận, hình như ở đâu Hải Phòng đó ta. Rồi cái chung cư Thành Đạt này xưa là cái trường học nè bà con, trường tên gì ba mươi còn không nhớ à. Rồi đây giáo xứ Phú Hạnh nè, giáo xứ Phú Hạnh này là như là từng là cái trụ sở của tổng giáo phận, hình như là Hải Phòng á, không nhớ rõ lắm bà con, bác thấy ba mươi còn nó sai sửa lại giúp ba mươi còn. Bên tay trái này xưa là tiểu đoàn 86 của địa phương quân à, con đường này là con đường Nguyễn Văn Đậu nè, hồi xưa là đường Nô Tùng Châu. Rồi bên tay phải 30 cầu đây nè à, cái khu có dãy mà nguyên cái lùm cây xanh ở phía bên trong mà con, hồi xưa đó là khu của nhà hiến binh gì đó, là khu đó, khu trại giam đó, là quân cảnh đó bà con à, trong đó còn cái khu trại giam trong đó đó. Nói chung là xưa mà liên quan đến quân cảnh là bà con bác chỉ biết có trại giam á à, quân cảnh tư pháp rồi quân cảnh hiến binh, nói chung là cái ngành quân cảnh nó nhiều lắm. Đó, ngoài bên tay phải
Rồi mình đi tới đây nè bà con, nơi đây là xưa cũng có một cái bốt dữ dằn lắm nè bà con. Cái bốt này như bốt hàng keo hay hàng gì đó. Bên tay trái bà mày gò đây nè, có một cái bốt cảnh sát, bà mày gò không nhớ. Còn bên tay phải này là cái khu công viên nè, công viên Phú Nhuận này hồi xưa đó là cái nghĩa địa đó bà con. Đó, toàn bộ bên trong là nghĩa địa không đó. Còn cái bốt cảnh sát bên đây là bốt hàng gì đó bà mày gò không nhớ. Bà con bác nào có nhớ nhắc giúp bà mày gò. Những cái vùng trên đây ba mươi cầu lâu lâu mới đi một lần cho nên thành thử ra không có nhớ nhiều. Bên đây là công trình giao thông Công Chánh nè, nơi đây hồi xưa là cũng là cái nhà đo đạc bản đồ vậy đó. Còn đường Hoàng Hoa Thám nè, bên tay trái này hồi xưa là trường Nguyễn Bá Tồng đó bà con. Rồi bên tay trái này là bệnh viện Gia Định nè. Bệnh viện này hồi xưa là bệnh viện Nguyễn Văn Học. À, cái bệnh viện này bây giờ tách ra thêm một cái bệnh viện ông Bú nữa. À, có đây có nhà thờ Phú Hiền nè, Vẫn Kiếp nè. Ở đây có cái chốt quân đội ở đây. Không biết hồi xưa đây là cái trại gì. Rồi đây kế bên đây là trường Hà Quy Tập nè. Trường Hà Quy Tập này đó tên gì Ba Mai Gồ cũng quên luôn rồi. Con nhớ thì nhắc giúp bằng rồi nhé. Rồi con đường này đường Nơ Trăng Long. Nơ Trăng Long này xưa là đường Nguyễn Văn Học. Rồi bên tay phải này là trường vẽ nè, trường vẽ Nguyễn Văn Học nè. À, bây giờ nó là đại học kiến trúc, bên đại học mỹ thuật chứ. À, đây là đại học mỹ thuật. Rồi bên đây nữa là tòa hành chánh tỉnh Gia Định nè. Đó, trung tâm hành chánh luôn á, cơ quan đầu não đó của tỉnh Gia Định là xưa đóng ở đây. Sau lưng này á, là có một cái nha gọi là nha an ninh quân đội, à, ti chứ hả, nha là cấp lớn hơn, ở đây là ti an ninh quân đội của tỉnh Gia Định á. Rồi đây là đường này là đường Lê Văn Duyệt nè bà con. À, Trịnh Hoài Đức nè. Rồi tới chợ đây là chợ Bà Chiểu nè bà con. Bên tay trái của Bà Mày Gồ đây nè, có trường Nguyễn Đình Chiểu nè. Trường Nguyễn Đình Chiểu này hồi xưa đó là trường trường Nam Tỉnh Lỵ á, hình như là vậy, Bà Mày Gồ nhớ là vậy. Với lại thêm một cái trường nữa là trường Hồ Ngọc Trẩn do cha Trần Đức Huynh á, à, lập. Rồi bên tay phải Ba Mày Gồ đây nè, hồi xưa đây là rạp Cao Đồng Hưng nè bà con. Đó, rạp này là rạp nghệ sĩ Thanh Nga để diễn đêm cuối cùng nè, trước khi bị ám sát nè. Rồi ok, Ba Mày Gồ tới cái nơi Ba Mày Gồ muốn đến rồi. À, bây giờ Ba Mày Gồ xin phép cho Ba Mày Gồ 30 giây để giật view câu view nha bà con. À, khổ lắm. À, tới đây là video nó cũng đã hết rồi đó. Bà con của bác nào muốn có thể thoát ra được rồi. À, tại vì bây giờ Ba Mày Gồ không muốn để cái giật view rạp ban đầu nữa rồi để ảnh hưởng các cô chú khác mất đi cảm xúc, cho nên Ba Mày Gồ cứ đi làm bình thường thôi. Nhưng mà vì cuộc sống, vì chén cơm, vì manh áo, vì đồng tiền mới có view, coi mới có tiền để đổ xăng uống nước, à, cho nên Ba Mày Gồ để cái phần mà nó xấu xa nhất, nó ghê tởm nhất thì để Ba Mày Gồ để phía sau nha bà con. À, thì mong bà con có bác thông cảm cho Ba Mày Gồ cái điều đó. À, coi phim Ba Mày Gồ thì hãy coi nội dung chứ đừng coi tiêu đề với thumbnail. Thì bà con có bác có biết cái chuyện mà gia đình của sư thầy Thích Minh Tuệ đang bị làm phiền quá trời luôn bà con. À, làm phiền sao là bởi vì hàng ngày là cứ cả từ sáng sớm cho đến tối khuya, à, cứ mọi người cứ ra vô rồi ăn uống rồi chụp rồi hình rồi tùm lum hết. À, thậm chí là hai ông bà già này là đã lớn tuổi lắm rồi đó, nhưng mà họ không có buông tha nữa. À, họ không có buông tha, cứ tới ngày vô rồi xin chụp hình. Mà Ba Mày Gồ lúc đầu Ba Mày Gồ cũng suy nghĩ rằng là ủa thế vậy mình cứ đóng cửa lại đi rồi mình đừng có tiếp,
thì có ai được đâu. Nhưng mà không mà con, tại vì thầy Thích Minh Tuệ có dặn gia đình đó là cứ cửa nhà cứ luôn luôn mở, không có cấm ai hết, ai vô thì cứ tiếp. À, chính vì lẽ đó cho nên là cứ cứ như vậy á, thì hai ông bà này lớn tuổi quá rồi thì ai cần gì là họ cứ thực hiện theo lời của thầy Thích Minh Tuệ đó, cứ tiếp mà cái sức khỏe của người già chịu sao nổi bà con. Thậm chí ăn uống cũng vậy nữa, khó lắm. À, rồi ông ăn có rất là gì, cứ ăn mà cứ tới giờ vô mà cứ cầm máy chỉ máy quay phim kiểu đó, ai mà tự nhiên ăn cho nổi bà con. Tự nhiên vô tình cái hồi xưa vậy đó, cho nên mất. Rồi ba mẹ gồ nghe nói rằng là đang mong muốn là đưa thầy Thích Minh Tuệ qua bên Ấn Độ á, để cho thầy thực hiện cái hạnh nguyện của mình ở bên đó, mà không biết sao. Thì đó là một vài cái tin tức nóng bỏng sáng Sài Gòn ngày hôm nay. Rồi thôi, nhưng mà ba mẹ gồ nghĩ bà con, cái mình dân Việt Nam mình nó bớt bớt coi lại cái chuyện thầy Thích Minh Tuệ đi bà con.